tàu 015 Trần Hưng Đạo uy dũng trên đất Nhật Bản. Trên các thông tin quân sự, Nhật Bản đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên của tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo lớp Gepard 3.9 của Hải quân Nhân dân Việt Nam khi nó thực hiện chuyến thăm chính thức đất nước mặt trời mọc. Sáng 15 tháng 9, tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ tiễn đoàn công tác và cán bộ thủy thủ tàu 015 Trần Hưng Đạo thuộc lữ đoàn 162 đi thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Theo lịch trình, tàu 015 sẽ thăm và giao lưu với Hải quân Nhật Bản tại căn cứ Yokosuka, tỉnh Kanagawa và thành phố Sakai, tỉnh Osaka, tham dự duyệt binh tàu quốc tế tại căn cứ Hải quân Jeju, Hàn Quốc, diễn tập hàng hải ASEAN Trung Quốc tại trạm giam Trung Quốc. Sau gần 2 tuần thực hiện hải trình dài trên biển, sáng 27 tháng 9, tàu 015 đã tiến vào cảng Yokosuka của Nhật, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức đất nước mặt trời mọc. Sự kiện trên cũng ghi nhận lần đầu tiên một chiến hạm Việt Nam vượt qua quãng đường tới hơn 5.000 hải lý để giao lưu với một lực lượng hải quân mạnh hàng đầu châu Á cũng như là thế giới. Tàu kéo của cảng Yokosuka chạy bên cạnh đang làm công tác hướng dẫn luồng tuyến để tàu 015 Trần Hưng Đạo của Việt Nam có thể cập cầu cảng một cách an toàn hơn. Căn cứ vào cột khói trắng của động cơ diesel hành trình trên tàu và trang phục mùa đông của các chiến sĩ hải quân thì có thể thấy rằng thời tiết tại Nhật lúc này khá là lạnh. Tàu 015 Trần Hưng Đạo là chiến hạm lớn và có hỏa lực mạnh nhất của Hải quân Việt Nam vào thời điểm hiện tại, không hề thua kém nhiều lớp khu trục hay là khinh hạm có lượng dẫn nước lớn hơn nhiều đang phục vụ trong Hải quân Nhật. Tàu 015 Trần Hưng Đạo đi qua khu trục hạm Aegis Kirishima DDG-174 lớp Congo, có thể nhận thấy rõ một chiến hạm với lượng dẫn nước đầy tải lên tới 9.500 tấn lớn đến mức nào. Tàu 015 Trần Hưng Đạo đã vào cầu cảng của cảng Yokosuka thực hiện nghi lễ, phía bạn cũng đã chuẩn bị sẵn lực lượng tiếp đón một cách khá trang trọng. Đại diện của Hải quân Nhật lên thăm tàu 015 Trần Hưng Đạo, con tàu của Hải quân Nhật xuất hiện trong ảnh là tàu huấn luyện JS Asuka ASE-6102 với chiều dài hơn 151 mét, lượng dẫn nước đầy tải 6.200 tấn. Đây thực chất là một khu trục hạm cỡ lớn với dàn hỏa lực rất mạnh và toàn diện. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.